với cấu trúc mềm mịn, thẩm thấu nhanh và không nhờn dít, sữa dưỡng thể giúp nuôi dưỡng. Cấp ẩm, đồng thời giúp thư giãn và mang lại làn da tươi mới, công dụng sữa dưỡng thể khuynh diệp. Làm mềm da, cung cấp độ ẩm cho da, hương thơm nhẹ nhàng, thư giãn, thành phần chính sữa dưỡng thể khuynh diệp. Niacinamide, vitamin B5, có tác dụng chống lão hóa, ngăn chặn các tác động xấu từ môi trường như ô nhiễm khói bụi, giúp da sản sinh collagen và hyaluronic acid tự nhiên, cung cấp độ ẩm cho da, dầu cám gạo. Dầu thành phần chống oxy hóa tự nhiên như tocopherol, tocotrienol, giúp tặng kháng da tốt, duy trì độ ẩm cho da. Bơ hạt mỡ, có tác dụng dưỡng ẩm, chống oxy hóa và giảm tình trạng khô môi, vitamin B5, panthenol. Có tác dụng dưỡng ẩm, kháng da và làm dịu làn da dễ bị kích ứng và da nhạy cảm, betton là hoạt chất dưỡng ẩm được chiết xuất từ củ cải đường, có tác dụng bảo vệ tế bào ra khỏi căng thẳng từ môi trường bên ngoài như bức xạ UV. Ô nhiễm môi trường và tăng khả năng giữ ẩm cho da dưới tác động của nhiệt độ và khói bụi. Hướng dẫn sử dụng sữa dưỡng thể khuynh diệp. Cam kết sữa dưỡng thể khuynh diệp. Không dầu khoáng, 100% thuần chay, không thử nghiệm trên động vật.